Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ Chủ nhật thứ 12 mùa thường niên. Chủ nhật thứ 12 hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta trước hết xác tín niềm tin vào Đức Kitô. Và khi đã xác tín niềm tin vào Đức Kitô thì chúng ta phải chọn lựa con đường đi theo Chúa, đó là con đường thập giá, con đường hy sinh, con đường đau khổ. Trong thế lễ hôm nay chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Luca, các linh hồn mồ côi và các linh hồn để xứng đáng cử hành thánh lễ Chủ nhật hôm nay. Chúng ta thành tâm sám hối lỗi lầm thiếu sót và xin Chúa thứ tha. Trời thương nhân cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi thay tôi mỗi đêm. Vì vậy tôi xin được vào Maria trong đời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa Giêsu Kitô,
chỉ có Chúa là đấng có, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao. Ông Đức Chúa Thánh Thần chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hàng trọn niềm tôn kính và ái mộ thánh giai, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Zacharia. Đây Chúa phán: Ta sẽ gieo rắc tinh thần ân phúc và cầu nguyện trên nhà David và trên cư dân Jerusalem. Họ sẽ ngước mắt nhìn ta, đấng họ đã đâm thâu qua. Họ sẽ khóc than người như khóc than con một. Họ sẽ thương tiếc người như thương tiếc đứa con đầu lòng đã chết. Trong ngày đó, tại Jerusalem sẽ có tiếng khóc than to lớn, như khóc than Adaremon trong cánh đồng Ma-ghê-đôn. Đó là lời Chúa. Của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Vì chân tất cả anh em đã chịu phép rửa tội trong Đức Kitô, nên anh em đã mặc lấy Đức Kitô. Nay không còn phân biệt người Do Thái và người Hy Lạp,
người nô lệ và tự do, người nam và người nữ, vì tất cả anh em là một trong Đức Giêsu Kitô. Nhưng nếu anh em thuộc về Đức Kitô thì anh em là dòng dõi Abraham, những kẻ thừa tự như lời đã hứa. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi và có các môn đệ ở với Người, khi Người hỏi các ông rằng: những đám dân chúng bảo Thầy là ai? Các ông thưa rằng: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Elia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi các ông rằng: phần các con bảo Thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai, mà rằng: con người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Người lại phán cùng mọi người rằng: ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn kẻ nào mất mạng sống mình vì ta thì sẽ cứu được mạng sống mình. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, con người chúng ta dù sống trong hoàn cảnh xã hội nào, chúng ta cũng phải có một cái sự chọn lựa, hoặc là theo hoặc là không theo, hoặc là tin hoặc là không tin. Và khi đã tin và đã theo thì phải chấp nhận những cái điều kiện. Do đó vấn đề chọn lựa của mỗi người chúng ta là một điều tối quan trọng trong tương lai, trong đời sống của mình. Hôm nay chúng ta bước sang Chủ nhật thứ 12 mùa thường niên. Chúa Giêsu cầu nguyện và cùng với các tông đồ. Và sau khi cầu nguyện rồi thì Ngài đặt một câu hỏi, mà câu hỏi này có lẽ rất là bất ngờ với các tông đồ. Mặc dù các tông đồ 12 ông đã được Chúa chọn gọi đi theo Ngài, được Chúa dạy dỗ giáo huấn, được Chúa sai đi để rao giảng tin mừng, cùng ăn cùng ở với Chúa,
cùng chứng kiến những việc Chúa làm. Thế mà bây giờ Chúa đặt một câu hỏi, trước hết là về dân chúng và sau là các môn đệ. Những việc Chúa làm, những lời Chúa giảng, có lẽ dân chúng chưa nắm rõ về con người Đức Kitô là ai. Nói một cách chung chung, thầy như là một vị Gioan Tẩy Giả chết để sống lại, như là một vị tiên tri Elia thời xưa, hay là một vị tiên tri nào đó ấy. Nghĩa là chưa ai nói rõ con người Đức Kitô ngài là ai. Và có lẽ họ chỉ biết cái con người Đức Kitô tên là Giêsu, quê ở Nazareth, con bác thợ mộc Giuse và bà Maria, có vậy thôi. Và hôm nay họ nói như là cái mà họ vẫn quen, về vấn đề Gioan Tẩy Giả, về vấn đề tiên tri Elia hay là một số các tiên tri khác. Qua cái nhận xét chung của dân chúng chưa lột tả được cái sứ mạng thực sự của Đức Kitô và con người của Đức Kitô như thế nào. Sau đó Chúa quay lại 12 tông đồ và ngài hỏi: còn anh em bảo thầy là ai, hay là anh em nghĩ thầy là ai, anh em hiểu biết thầy là ai? Phêrô nhanh nhảu đại diện anh em: thưa thầy, thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa. Thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa. Đức Kitô tức là đấng cứu thế của Thiên Chúa được sai đến để giải thoát con người khỏi tội và sự chết. Sau lời tuyên xưng của Phêrô theo Luca thì Chúa Giêsu không khen, không trả lời anh nói vậy đúng hay là sai, thế này thế kia, mà ngài tiếp theo là cái con người Đức Kitô, con của Thiên Chúa mà Phêrô vừa nói lên sẽ bị các kỳ lão thường tế luật sĩ bắt giết chết, nhưng ngày thứ ba sống lại. Một cái lời phát biểu của Chúa Giêsu làm cho các tông đồ rất đỗi bất ngờ, rất đỗi bất ngờ. Thầy là Đức Kitô con Thiên Chúa, thế mà lại tại sao mà lại bị người ta bắt giết chết, không thể chấp nhận được. Và khi Chúa Giêsu nói cái điều đó thì tâm trạng của các tông đồ lúc này một mặt là bất ngờ, nhưng mặt khác có vẻ chán nản, thất vọng. Theo thầy để được vinh quang, theo thầy để khi nào nước thầy tới thì mỗi người sẽ có một địa vị cao. Nhưng mà bây giờ ông ấy phát biểu như vậy thì làm sao còn cái gì để mà hy vọng, còn cái gì để mà tin tưởng, còn cái gì để mà đi theo? Thưa quý ông bà anh chị em, chết. Họ bắt và bị giết, nhưng mà họ quên, các tông đồ quên ngày thứ ba sống lại. Có vẻ cao vời quá, xa vời quá. Chết rồi sống lại như thế nào? Đấy. Và rồi Chúa nói tiếp: ai muốn theo tôi phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo tôi. Được không bà anh chị em? Đấy, đấy là con người Đức Kitô mà Phêrô tuyên xưng là như thế nào, và con đường của ngài vạch ra để cho những người tiếp tục đi theo ngài phải thực hiện cái gì. Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Kitô sẽ chết trên thập giá đấy. Và rồi qua thập giá, Đức Kitô đã sống lại, và từ đó ngài giải thoát con người khỏi tội và sự chết, thực hiện cái kế hoạch mà Thiên Chúa Cha đã trao cho ngài là
Đấng Kitô, Đấng cứu thế, Đấng cứu chuộc loài người. Nhưng hôm nay nhấn mạnh với ông bà anh chị em, đó là đi theo Chúa. Như đầu tôi đã gửi tin và chọn lựa, thì bây giờ Chúa nói anh em muốn theo tôi hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo. Không phải chỉ riêng 12 tông đồ, mà trong tin mừng Luca nói là Chúa nói với đám đông, nghĩa là với tất cả mọi người, không chỉ riêng 12 tông đồ, mà tất cả mọi người muốn đi theo Chúa, muốn làm môn đệ của Chúa là phải từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày để đi theo Chúa. Không còn một con đường nào khác, không còn một giải pháp nào khác. Vậy thì thưa quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội là bắt đầu chúng ta gia nhập giáo hội, đi theo con đường của Đức Kitô, mà giáo hội là người chỉ dẫn, dạy dỗ, nhắc nhở, bảo ban. Và từ đó chúng ta lớn lên qua ân sủng của Thiên Chúa, rồi qua những bí tích mà chúng ta lãnh nhận, qua việc học hỏi giáo lý, để chúng ta càng ngày càng biết rõ hơn con đường đi theo Chúa Kitô phải là như thế nào, để có sự chọn lựa dứt khoát. Có lần Chúa đã bảo các môn đệ, con tiếp tục đi theo thầy không? Thì Phêrô cũng đã trả lời, chúng con bỏ thầy đi theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Thì hôm nay Chúa đòi hỏi các tông đồ và mỗi người chúng ta, sau khi đã tin, đã chọn lựa, chúng ta quyết tâm đi con đường Chúa đã vạch. Đó là con đường đau khổ, con đường nghi sinh và con đường thập giá. Chỉ có con đường này mới đưa chúng ta tới vinh quang. Sau công đồng Vatican II, các nhà thờ một số bỏ ảnh tượng thánh giá mà cho vào đó là ảnh Chúa phục sinh. Cứ mỗi lần nhìn vào ảnh tượng thánh giá thì người ta cho rằng là đau khổ quá, buồn thảm quá. Do đó lấy cái tượng ảnh Chúa phục sinh để là niềm vui và hạnh phúc. Nhưng sau đó thì Đức Giáo Hoàng Gioan, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị ngài lặp lại tất cả các nhà thờ phải có ảnh thánh giá. Bởi vì từ cái thánh giá, từ cái đau khổ mới tới vinh quang, chứ không phải qua bỏ qua cái đau khổ tới vinh quang, mà phải từ đau khổ, từ hy sinh mới có vinh quang, mới có sống lại. Do đó mà tin mừng hôm nay, sau khi Phêrô tuyên xưng Đức Kitô của Thiên Chúa, thì ngài nhắc ngay cái con người Đức Kitô sẽ là như thế này. Vậy thì anh em muốn theo thì phải chấp nhận cái đau khổ mà thầy đã đi, thầy đã vạch. Thưa quý ông bà anh chị em, trong đời sống hàng ngày của ông bà anh chị em khi đi theo Chúa, gặp không ít những khó khăn, những thử thách. Về trong gia đình, ngoài xã hội, rồi chuyện này chuyện kia nó xảy đến bình thường hay là bất ngờ, làm cho nhiều khi chúng ta chán nản, nhiều khi chúng ta thất vọng. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, có lẽ hôm nay tin mừng mà chúng ta vừa nghe, trong những lúc đau khổ thất vọng đó là những cái thử thách để chúng ta tiếp tục vượt qua để đi theo Chúa, từ bỏ mình,
tức là phải chấp nhận hy sinh cách này cách khác trong cuộc đời của mình, và đồng thời vác thập giá hàng ngày. Vác thập giá tức là những cái đau khổ, những hy sinh, những chuyện này chuyện kia đến với chúng ta như là một cái thập giá, chúng ta vác, chúng ta chịu đựng, chúng ta vượt qua để tới vinh quang hạnh phúc mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Ai phụng sự Thầy, Thầy ở đâu thì kẻ phụng sự Thầy cũng ở đó. Đó là niềm vui, đó là hạnh phúc cho mỗi người khi của chúng ta khi chấp nhận con đường đi theo Chúa. Xin mời cộng đoàn tiếp tục thánh lễ. Tôi tin kính Đức Chúa Trời. Chúa thánh thần, người dấu ấm thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, yêu nàn đời quan phong Si-ô, Phi La Tô, chưa đóng đánh xin tay tương xa, chết mà tham xa, xuống ngục tổ tâm, ngày kính ba người xuống tư chết mà sống. Trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha khắp vô cùng, ngày sau bối trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhưng tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hồng có hội vấn đề này thâm tâm. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác hai người vì sao sống lại, tôi tin thắng sống với ai. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta. Với lòng tri ân sâu xa Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội thánh được Đức Giêsu thiết lập để tiếp tục công cựu cứu độ của người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình hội thánh luôn ý thức về sứ mạng rao giảng tin mừng của mình và hết lòng cộng tác vào công việc cao quý này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trên thế giới ngày nay, chia rẽ, hận thù, kỳ thị, bất công vẫn còn đang ngự trị trong đời sống của nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho con người ngày nay một tình yêu mạnh hơn sự chết và lớn hơn hận thù. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình bằng lời nói, nhưng nhất là bằng chính đời sống bác ái, yêu thương và phục vụ tận tụy của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa. Giêsu nói: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết kiên tâm bền chí và dấn thân theo Chúa đến cùng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Đức Kitô con Chúa đã dùng tình thương mà chinh phục thế giới và xoa dịu đau khổ của những người bất hạnh. Xin Chúa cho chúng con biết noi gương người
Người là đấng hằng sống và hiến chi muôn đời. Chúc thông tin chưa đến buồn đời. Chúc thông tin chưa đến buồn đời. Chúc thông tin chưa đến buồn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện, đây lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để tạ tội và ngợi khen Chúa. Quy xin Chúa vui lòng chấp nhận và dùng của lễ này mà thánh thầy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm tình đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chư thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng vai đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cô, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con hãy xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con bình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một tề thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn Cha cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con để xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi tông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh cho lan rộng khắp toàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức men cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sinh. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là linh hồn Luca, các linh hồn mồ côi và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quen thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào uống ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thân người dạy, chúng ta dâng nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nửa Cha chỉ đến, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay chúng con như chúng con cùng tha kẻ con ở chúng con. Xin Cha để nhưng cứu chúng con cho mọi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự giờ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, cho hằng sống và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. See you.
đi trên thiên chúa đã đăng xa tội trần gian, phước cho ai được mời đến dự tiệc trên thiên chúa. Lạy chúa, con chẳng đáng chúa ngự vào nhà con, nhưng xin chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ mong. Phải là Elia, có phải là Gioan Tây Giả? Ngài là ai? Phêrô thưa với Chúa rằng: Thế là Đức Kitô, thế là Con Thiên Chúa chết cho trần nhân. Ngài đã sống lại. Chúa Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác cây thập giá và bước theo ta. Và ai muốn cứu mạng sống mình, là ai? Có phải người trong đau thương? Có phải người sống bên đường? Ngài là ai? Hôm nay xin nói cho Ngài, Ngài là những tha nhân, là người luôn vương vấn có nhau cuộc sống muôn màu. Chúa Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác cây thập giá
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con rước mình và máu con Chúa để đổi mới chúng con. Xin cho chúng con được chắc chắn hưởng ân cứu độ nhờ mầu nhiệm cử hành trong thánh lễ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Việt Nam.